Này chốt nhá, các em ghi này, xét đường tròn tâm O, tức là mình đang làm việc góc với đường tròn thôi. Ta có này, góc ACB bằng luôn góc gì đây? TAB. Lý do đây là hệ quả của góc tạo bởi tia tiếp đến và dây cung. Rồi đi thi không được viết tắt nha. Rồi, suy ra được là hai góc bao số đo bằng nhau, vậy là từ đó suy ra x bằng 30 độ. Đó, hết. Cách trình bày đây, ví dụ như vậy. Giờ ta có nha, góc AOC là góc gì? Là góc ở tâm đúng không? Thì suy ra góc AOC này này là bằng luôn số đo cung nào? Cung AC. Từ đó mình suy ra được cái số đo của cái cung AC này bằng bao nhiêu? Bằng 70 gì? 70 độ. Rồi mà được chưa? Mà cái góc này, này cái góc TAX TAC này á, nó bằng 1 phần 2 của số đo của gì đây? Số đo cung AC. Tại sao nó bằng 1 phần 2? Lý do do cái góc TAC này là góc gì? Là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây gì? Dây cung. Đó, mình phải khẳng định được cái này mình làm mới đúng được. Và từ đó mình suy ra được cái góc này này, cái góc suy ra x được bằng bao nhiêu độ? 35 độ, tức là lấy 70 chia 2 đó. Em phải nhớ này, em phải khẳng định được khi em dùng góc gì nhé. Góc gì của đường tròn phải ghi rõ ra. Còn em ghi công thức ra vẫn đúng. Nhưng mà lưu ý này, không. Đó, các bạn xem này. Đây là cái góc này là B1 nhé. Và đây này, tam giác OBC là cân để đâu? Cân để O đúng không? Lý do cân để O là do OB bằng OC và bằng cái gì đây? Bằng R. Em nhớ này, tính chất của tam giác cân này, cái góc ở đỉnh á, từ đó suy ra góc B sẽ bằng này 180 độ trừ đi góc O và chia mấy? Chia 2. Còn nhớ tính chất của nó cần không? Góc ở đáy á, bằng 180 độ trừ góc ở đỉnh chia 2. Và cái này bằng bao nhiêu? 180 độ trừ 100 độ rồi chia 2 bằng bao nhiêu độ đây? 40 độ. Đây là dùng tính chất của tam giác cân. Cái thứ hai ta có này, cái góc TAC sẽ bằng luôn góc B1 và bằng luôn 40 độ. Lý do đây là hệ quả góc tạo bởi đúng không? Tia tiếp tuyến và dây cung. Đúng chưa? Từ đó suy ra x bằng 40 độ. Em làm cách thứ hai là giống như vậy. Này là cho đường tròn tâm O, vẽ một cái đường tròn. Rồi đặt tên cho nó đi, tâm O. Có điểm M nằm ngoài đường tròn tâm O nhé. Một điểm M nằm ngoài. Chấm điểm M đây. Rồi tiếp theo này, các em vẽ kẻ tiếp tuyến MT với đường tròn. Vừa nói rồi đúng không? Em nối MO vào, em lấy trung điểm MO và chúng ta vẽ hai tiếp tuyến cắt nhau ấy. Nhưng mà chúng ta lấy một giao điểm thôi. Này. Đó. Em mẩn cái đường tròn này đi, nối vào là chúng ta được một tiếp tuyến. Đây gọi là tiếp tuyến MT này. Đặt điểm này là điểm T. Các bạn tiếp tuyến là vuông góc nhé. Các em chú ý này, đánh dấu vuông góc vào. Đánh dấu thiếu vuông góc là nó làm. Tiếp theo, các tuyến MAB. Các tuyến là đường thẳng cắt đường tròn tại hai điểm này. Đó. Điểm này nữa. Em nối qua.
À, cái điểm này này là MAB trong tường này, điểm này là điểm A, điểm này là điểm B. Một số bạn có thể vẽ lên trên này cũng được em nhé, vẽ lên trên này cũng được này, được không? Em vẽ bên dưới này cũng được, không sao hết, vẽ đâu làm sao hình nó thoáng nhất có thể là được, rồi đặt ở trên ở dưới cũng được. Rồi điểm A nằm giữa điểm M và điểm B. Rồi so sánh góc ATM, ATM mình nối vô ATM và góc ABT, mình nối ABT vào. Đó, nếu em vẽ vào trong này nó sẽ nhìn dễ hơn nhé, còn vẽ ra ngoài cũng được. Rồi câu A ta có này, góc ATM như nào cái góc đó các em, như nào cái góc ABM đây bằng luôn góc AB gì, AB gì đây, ABT đúng không, lý do đúng rồi, hệ quả góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, vậy thôi là xong. Góc thì sao, chấm thi khổ lắm. Rồi đặt góc này góc T1, góc này góc gì đây, B1. Rồi câu B này, xét tam giác này MTA và tam giác MBA à MBT. Các bạn lưu ý này, một số bạn biết này đi thi là hay biết sai, ghi cái này đồng dạng luôn là xong rồi nhé, khỏi cần chứng minh. Không bạn nghe không, nhớ là ghi chữ và chứ không phải chữ này không. Rồi yếu tố đầu tiên góc M thì một cặp, thứ hai góc B1 bằng góc T1, chứng minh chưa, rồi chứng minh ở câu A rồi. Vậy chúng ta chia được tam giác MTA nó sẽ đồng dạng với tam giác MBT theo trường hợp GG, nhớ chốt nha. Rồi chia tỷ lệ này MT trên MB sẽ bằng MA trên MT. Rồi nhân chéo đi, nó ra là MT bình sẽ bằng gì đây, MA nhân MB mà ra phải điều chứng minh. Rồi nguyên nó làm vào đây, ghi bài đi, vẽ hình tiếp cho đường tròn tâm ô. Rồi đặt tên ông này là ô này, vẽ dây cung MN, các bạn vẽ thẳng dây cung luôn nhé, đừng có vẽ méo nữa. Đây ai điểm điểm M đây, điểm N đây, đây cho em. Rồi tiếp tuyến MX đúng không, tiếp tuyến MX đây là các bạn phải nối ô M vào. Rồi qua điểm M này mình sẽ vẽ một đường thẳng vuông góc ô M thì mới ra tiếp tuyến được. Rồi trên MX lấy điểm T sao cho MN bằng M gì, MT, tức là cái đoạn MN này MN bằng MT đây. Đây em phải đo đoạn MN trước, đo đấy MN thì là 7,3 thì mình phải vẽ một cái đoạn làm sao cho nó đúng bằng 7,3 đấy nhá. Đây em lấy phía trên này cũng được, còn phía dưới này cũng được, đều giống nhau thì lấy phía dưới nha. Tiếp tiến mở này, à, đánh dấu bằng nhau vào MT bằng M gì, MN. Rồi đường thẳng TN
đường thẳng BN cắt đường tròn tại S. Các bạn nối vào. Rồi, nói điểm F ở đây. Các bạn, em có thể quay nhé. Đó. Rồi, điểm này là điểm S. Ốc SMT nối vô SMT là góc này này bằng góc T, ok chưa? SMT bằng góc T nhé.